Chào mừng các con đã đến với video ngày hôm nay. Cô rất vui vì được gặp lại các con. Và hôm nay thì cô Khánh Linh sẽ dạy các con bài gì? À đúng rồi, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các con đọc sách báo và học tập. Và để bắt đầu tiết học ngày hôm nay thì các con hãy nhanh chân lấy cho mình một quyển sách, quyển báo cũng như là một bài văn nói về học tập nhé. Các con có 2 phút để thực hiện nhiệm vụ này. Thời gian 2 phút của các con bắt đầu. À, các con đã lấy cho mình được chưa? Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đến với tiết học ngày hôm nay nhé. Vậy thì các con có thể chia sẻ cho cô biết là các con đã mang tới cho mình những quyển sách hay quyển báo gì không? À, cô đã nghe thấy rất nhiều câu trả lời rồi đấy. Cô cảm ơn các con vì đã mang đến những bài học cũng như là những quyển báo, quyển sách rất là hay và lý thú. Ở trên đây thì cô Linh cũng có một số quyển truyện như là Gương Hiếu Học, Đức Tính Cần Cù và Chăm Chỉ, hay là Danh Nhân Âm Nhạc. Đây đều là những quyển sách, quyển truyện nói về học tập hay là những ý nghĩa rút ra được về một câu chuyện nào đó trong học tập. Ngoài ra thì cô Linh cũng đưa đến cho các con một bài thơ, đó chính là bài thơ Yêu Lắm Trường Ơi. Bây giờ cô Linh sẽ đọc cho các con nghe bài thơ này nhé. Yêu lắm trường ơi, em yêu mái trường, có hàng cây mát, xôn xao khúc nhạc, tiếng chim xanh trời. Mỗi giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp, hồng hào gương mặt, bạn nào cũng xinh. Yêu lớp học em, có khung cửa sổ, có bàn tay lá, quạt gió mát vào. Lời cô ngọt ngào, thấm từng trang sách. Ngày không đến lớp, thấy nhớ nhớ ghê. Có đêm trong mơ, bỗng cười khúc khích, ngỡ đang ở lớp, cùng bạn đùa vui, theo Nguyễn Trọng Hoàng. Vậy hôm nay cô Linh đã giới thiệu cho các con bài thơ Yêu Lắm Trường Ơi. Và sau khi đọc bài thơ này thì các con có cảm nhận gì không? À, cô Linh thấy bạn nhỏ trong bài thơ này rất là yêu trường. Bạn yêu từ mái trường này, yêu từ hàng cây, hay là mỗi giờ ra chơi thì bạn kể lại là trong giờ ra chơi bạn được chơi đùa. Rồi những gương mặt xinh xắn xuất hiện trong bài thơ này cũng đều là gương mặt của các bạn học sinh đúng không? Ngoài yêu trường, yêu hàng cây ra thì bạn cũng yêu lớp học. Vì ở lớp học có khung cửa sổ, có quạt gió mát lạnh. Và ngoài ra thì ở trường, ở lớp còn có cô giáo giảng bài ngọt ngào, giọng của cô ấm áp, truyền cảm vào từng trang sách. Và cuối cùng thì bạn cũng rất là yêu trường, và ngay cả ban đêm khi bạn nằm ngủ, bạn cũng mơ tới trường và bạn bật cười trong giấc mơ của bạn. Vậy thì con yêu trường, yêu lớp như thế nào? Con có thể chia sẻ cho cô Linh nghe được không? À, cô đã nghe thấy rất nhiều câu trả lời của các con rồi đấy. Cô cảm ơn những chia sẻ của các con. Vậy thì vừa rồi cô Linh đã giới thiệu và hướng dẫn các con tìm hiểu bài Yêu Lắm Trường Ơi. Bây giờ là thời gian tự do của các con. Các con có thể đọc hoặc là kể lại cho các bạn nghe một chuyện hoặc một đoạn chuyện, bài thơ, bài báo mà trong quyển truyện các con vừa mang nhé. Cảm ơn các con hôm nay đã đồng hành với cô trong tiết học đọc sách báo với về học tập. Hy vọng rằng sau tiết học ngày hôm nay thì các con đã trau dồi cho mình thêm những kiến thức về sách vở cũng như là về học tập để có thể cho mình một vốn truyện thật là hay nhé. Bây giờ tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong những video sau.